Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine. Hello teacher. Hello, nice to see you today. Nice to see everybody today. Okay, so today we're gonna focus on the quiz about food. Okay, we're gonna learn something about food. Today, Vietnamese team gonna Lao, right? Hello, teacher. Hello, everyone. Hi. Hello. I watch football today. I'm teaching everyone, so I cannot watch football. Hôm nay cô đang dạy mọi người nè, đúng không? Nên là cô đâu thể nào dạy, xem đá banh được, đúng không? Đây Việt Nam. Hôm trước really? 1-0? Really, yeah. Dũng? Teacher, my father is watching it. Yeah, my father watching it too, but I can't, we cannot watch it before, right? Because we're teaching, we're learning. Hello, teacher. Yeah, but I know the result is 1-0, so I'm happy now. I'm here for Lao, right? Có phải là Việt Nam mình đang đá banh không? Hello, teacher. Hello, Nguyen. Nice to see you. My father and my mother, they are watching football now. Everybody, I think everybody, if you guys have free time, everybody are watching football now, right? Cô nghĩ là bây giờ mà ai đang rảnh thì đều Yeah, it's so today we're gonna focus pieces about the food. Okay, hôm nay mình sẽ tập trung học về những cái recipes cũng như là xem những cái video về food này. We're gonna learn some food. Hello, Quen. Nice to see you today. Hello, teacher. Hello, everyone. Hôm trước thì cô có cho các bạn bài tập đúng không? Cô xem thử các bài tập đó. Yeah. What? Vâng, em đi cô ơi. No, I can't find the animal. Wait. Để cô suy nghĩ xem là tụi con nên chơi cái nào trước. Ở đây thì có guess the food. Mà để cô xem thử không bài tập. Before we start the lesson, before we start another quiz, let me review these quizzes for you. Để cô xem lại cái quiz này của mọi người và cái câu nào tụi con bị sai nhiều thì tôi sẽ chỉ lại cho mọi người. Con không biết là đâu là thịt, đâu là xương luôn á. Đây, cô sẽ chỉ đây cho các bạn. Đây có một good job. Wow, Hải Dương, you got all correct answers. Well done. Cái quiz này cô thấy các bạn làm khá là tốt nè. Các bạn đều làm được rất là điểm cao. Chỉ có một số bạn bị không có bấm vào nhưng mà không có làm, đúng không? Chứ còn lại là cô thấy các bạn làm rất là tốt nè. Good job everyone. Đa phần các bạn này chỉ bị sai 3-4 câu, 1-2 câu gì đấy. Các bạn không sai câu nào luôn. Well done, good job, well done. Let's review the question with me a little bit, okay? Bây giờ các bạn đi qua cái câu hỏi với cô một lần nữa nha. Okay. Today, this one, so easy, right? You just need to read the word and then choose the picture. So you got spaghetti. Spaghetti is definitely answer B, right? Spaghetti. Good job. Các bạn biết spaghetti mà đúng không? Mì ý nè. Mì ý. And we have, what do we have? Cái này. A lot of you guys think it's broccoli. Okay. Đây, cô giải thích cho các bạn nghe về cái broccoli và cái này nó không phải là cơm chiên. No. This is not fried rice. You have, what is this? You got the broccoli. No, not broccoli. Đây, cái này cô giải thích cho mọi người nghe cái sự khác biệt của cái broccoli. Thực ra cái máy của cô nó hơi lắc, không biết là cô có cho mọi người xem được không? Cái này người ta sẽ gọi là cauliflower. Cauliflower. Nếu mà các bạn nào từng ăn bông cải trắng chưa? Các bạn nào ở đây tụi con từng ăn bông cải trắng chưa? Cái bông cải trắng á, tụi con sẽ không có gọi là cái broccoli đâu. Broccoli là dành cho bông cải xanh thôi. Còn ở đây nó là cái loại giống như bông cải trắng của mình hay ăn nè. Broccoli nó không phải là broccoli mà nó gọi là cauliflower. Ở đây tụi con sẽ chọn cho cô là đáp án A, cauliflower. Cô giải thích một xíu. Cái broccoli á,
cái broccoli các bạn sẽ có là cái bông cải xanh, nó sẽ từng bông một, đúng không? Nếu mà tụi con để ý thì nó sẽ có từng bông một. Nhưng mà cái cauliflower này nó như là một cái cụm nó chụm lại với nhau vậy đó. Nó chụm lại với nhau thành nguyên một cái bông bự vậy đó. Cho nên là ở đây cái này nó gọi là cái cauliflower chứ nó không phải là cái broccoli. Bạn nào bị nhầm thì tụi con nhớ xem lại nha. Cái broccoli nó là cái bông cải xanh mà tụi con thấy là mình có thể bẻ ra được thành từng bông nhỏ. Còn cái này thì các bạn thấy nó thành nguyên một cái búp to luôn. Nó là nguyên một cái búp bông to luôn. Về cơ bản ăn nó khá là giống nhau đúng không? Nếu mà các bạn nào từng ăn bông cải trắng thì tụi con thấy nó khá là giống nhau. Cái vị bông cải trắng, bông cải xanh á. Nhưng mà nó khác nhau về cái kết cấu một xíu. Ok, broccoli. Broccoli là bông cải xanh tụi con thường thấy nè. Còn cái này mình sẽ gọi là cauliflower. Cauliflower, các bạn nhớ nha. Cauliflower. Now, question 3, let me see. Cô xem thử câu nào mà tụi con bị sai nhiều á. À, ví dụ cái câu này đi. Bây giờ mình bấm vào câu này thử nè. Number 4. What kind of soup is this? Nếu mà các bạn nhìn kỹ nè, tụi con nhìn kỹ, tụi con thấy có cái gì? Có những cái hạt ngô ở đây, hạt bắp ở đây nè. Cho nên nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ biết đây là corn soup. Đây là soup ngô. À, soup bắp á. Ok, corn soup. Nếu mà tụi con nhìn kỹ thì nguyên liệu chính của mình ở đây, tụi con thấy là nó toàn là hạt ngô, hạt bắp nè. Thì ở đây chắc chắn đáp án của mình sẽ là corn soup. Ok, corn soup. And this one, để cô xem câu nào mà các bạn sai nhiều á. Câu nào, còn những cái câu này. Câu này các bạn sai cũng khá là nhiều nè. Đâu, cô xem thử nha. Ok guys, potato chips. Ở đây mình sẽ không dùng chữ potato chips mà mình phải dùng cho cô là french fries. Nếu mà tụi con xem potato chips, potato chips nó là gì? Nó là những cái bịch khoai tây chiên mà tụi con thấy, những cái bịch chips, những cái bịch snack á, bánh snack á. Nếu mà tụi con search cái chữ potato chips ở trên mạng thì nó sẽ mang nghĩa là cái khoai tây lát lát mỏng, cái khoai tây chiên trong cái bịch snack mà tụi con hay ăn á. Cái đấy nó mới gọi là potato chips. Còn ở đây mình sẽ gọi cho cô là french fries. Khoai tây chiên như vậy thì mình sẽ gọi cho cô là french fries. À, đúng rồi. French fries, ok? French fries. À, mình sẽ gọi là potato chips khi nào nó là cái bịch snack, bánh snack mà tụi con thấy là bánh khoai tây mà nó lát lát mỏng mà tụi con hay ăn á, trong cái bịch snack á. À, thì cái đấy nó mới gọi là potato chips. Còn cái này mình gọi cho cô french fries, cắt theo cái lát nhỏ, lát dài như vậy nè. Mình gọi cho cô là french fries. Chắc chắn sẽ không phải là tomato soup rồi, bạn nào lại chọn cho cô là tomato soup với hot dog đây. No, not tomato soup or hot dog. You got french fries right here, ok? French fries. À, câu này cũng nhiều bạn làm sai nè. Bây giờ cô xem thử câu số 12 nha. Salad. Salad ở đây ý người ta, ở tiếng Việt của mình tụi con hay gọi cái lá xà lách, đúng không? Cái lá xà lách, nhưng mà thực tế ở nước ngoài người ta sẽ không gọi cái lá đấy là cái lá xà lách, mà salad nó mang nghĩa là cái tô salad đó, cái tô xà lách trộn á, cái tô rau trộn á, thì cái tô đấy tụi con mới gọi là salad. À, cho nên đáp án ở đây là mình sẽ chọn cho cô đáp án B nè. Ở đây mình sẽ chọn cho cô là đáp án B này, chứ không phải là cái lá xà lách của Việt Nam mình gọi đâu. Ok. What about this one? Câu này cũng có nhiều bạn bị sai. What do you have here? Cái này thật ra hơi khó. Cái này khó bởi vì đây là một cái món ăn của Thái Lan. Mình có Tom Yum Goong. Đây là một cái món canh ở Thái Lan. Cho nên là nó hơi khó cho tụi con để chọn câu này. Không sao hết. Good job everyone. Câu này các bạn làm sai nhiều nè. So what is this? This is apple pie. Apple pie là một loại bánh nổi tiếng ở bên nước ngoài. Người ta hay có cái món bánh apple pie. Các bạn nhớ phân biệt cho cô pie với cake. Cake ở đây nó chính là bánh bông lan. Còn cái pie là tụi con làm được cái vỏ bánh á. Tụi con sẽ nhào bột, nhào bánh, làm thành một cái vỏ bánh. Sau đấy mình đem đi nướng. Thì cái pie nó sẽ khác với cái cake ở chỗ đấy. Cái này nó không phải là banana cake nè. Chắc chắn không phải là banana cake. Ở đây nó là apple pie. Các bạn phân biệt cho cô pie với cake nha. Pie nó là những cái vỏ bánh mà tụi con sẽ xếp vào trong cái khuôn á, rồi tụi con đem đi nướng đi. Còn còn cái cake nó là cái bánh bông lan. Khi mà tụi con dùng cái chữ cake thì nó sẽ mang nghĩa là bánh bông lan, giống như là cupcake nè. Tụi con cũng thấy cái kết cấu của nó làm từ bánh bông lan, đúng không? Cupcake nè. Đó, ok. Good job everyone, good job. And we have what else? The last one. Okay guys, so this is a dish. It's a very famous breakfast. It's a kind of breakfast in foreign countries. Đây là một loại bánh cũng rất là nổi tiếng ở nước ngoài, người ta hay dùng để ăn sáng á. Mình có cái này là French toast. Toast có nghĩa là bánh mì nướng.
Nếu mà các bạn còn nhớ thì mình có từng học qua cái từ, cô có từng nói với các bạn cái chữ toaster á, là cái máy nướng bánh mì mà tụi con nhớ là mình bỏ hai cái lát bánh mì vào xong rồi mình để một thời gian thì nó sẽ tự nhảy lên đúng không? Cái đấy mình gọi là cái máy nướng bánh mì toaster. Ở bên nước ngoài thì người ta rất là thích ăn những cái bánh mì nướng mà theo dạng là sandwich, người ta sẽ cắt lát ra, sau đấy mình sẽ nướng lên. À, thì French toast nó là một cái loại bánh mì, một cái loại bánh mì nướng mà tụi con sẽ nướng lên, có sữa, có bơ nè. Rồi sau đấy mình sẽ drizzle mật ong lên, mình drizzle, mình rưới mật ong lên, mình ăn kèm với lại cái bánh mì nướng đó. Thì đây là món French toast. À, French toast, ok. Mà ở đây ví dụ các bạn không biết là gì đi thì các bạn cứ nhớ cho cô cái chữ toast, nó mang nghĩa là bánh mì nướng á. Ừ, cái chữ toast này nó mang nghĩa là bánh mì nướng á, các bạn nhớ nha. Ok, now, hôm nay thì trước khi mà mình làm một cái quiz khác thì cô sẽ cho các bạn chơi một số cái khác trước. Bây giờ mình sẽ chơi cái trò guess the food by emojis. Gotta guess the food by emoji. Very easy. Just need to look at the emojis and then tell me what is that, okay? And you guys can write your answer in the chat box, okay? Write your answer in the chat box. Đây, các bạn nhìn một cái là các bạn biết mình chơi như thế nào liền. Okay, number one, everyone. Okay, guess, guess. Bởi bằng những cái emoji này là những cái biểu cảm này nè. Bây giờ các bạn đoán cho cô đây là món gì thôi. Đó, rất là dễ đúng không? Các bạn cứ đoán cho cô đem đây là món gì. Okay, what is this dish? Job. It's the pancake. It's the pancake. Ah, pancake. Đúng rồi mọi người. Đây là cái món pancake chính xác. Good job. Well done. What about this one? Is a drink. What is this? What is this? It's not smoothie. Ở đây các bạn để ý, nó ở đây tụi con thấy là nó sẽ chủ yếu là gì? Nó dùng những cái emoji. Đúng rồi, Maxson. Good job. It's strawberry milkshake. Ở đây tụi con nhớ này, Thanh nhớ cho cô, nó không phải là đoán cái tên món đồ đấy mà nó dùng cái emoji để nó diễn tả ra những cái chữ cái và con chỉ việc ghép những cái này lại để tạo thành cái món đồ uống đấy. Okay, and it is strawberry nè, milk và shake, shake hands á, mọi người có bắt tay thì mình có cái chữ shake đúng không? Đây là món sữa lắc. Ở bên nước ngoài thì người ta rất là thích uống cái món này. À, strawberry milkshake. Good job everyone. À, và các bạn nhớ cho cô là cái chữ milkshake mình viết liền lại cho cô nha. Milkshake nó là một từ á. Ở đây thì người ta để riêng cho mình nhưng mà thực tế milkshake nó là một cái từ nha. Và strawberry là cái vị của cái milkshake đấy cho nên là mình mới tắt cái chữ strawberry ra. Strawberry milkshake, okay? Ah, yeah, well done. Yes, I think some of you have the correct answers. Gummy bears, well done. Gummy bears là những cái kẹo dẻo mà tụi con thấy nó có cái hình con gấu, cái kẹo dẻo là dẻo. Gummy bears, right? Good job, well done. Ah, this one very easy. What is it? It's the French fries, everyone. French fries. Good job. What about this one, everyone? What is it? Ah, Đức An. Well done, Hải Đăng. Yeah, good job, everyone. It's cotton candy. Cotton candy, các bạn biết là gì không? What is cotton candy? Cotton candy. What is cotton candy? You guys know?
À, kẹo bông gòn, đúng rồi, cứ chắp cái lại kẹo bông gòn nó mà mình đường nó bông lên á, nó đánh ra thành những cái kẹo bông gòn to. Đúng rồi, bán ở ngoài trường học á, con hay thấy ở ngoài trường học, đúng rồi. Good job, cotton candy. Well done everyone, cotton candy. Cái này cũng dễ nè, tuy là món này mình rất ít thấy, mình không thấy ở Việt Nam ăn, nhưng mà món này con chỉ cần nối từ lại thì tụi con thấy nó rất là dễ nè. I don't think it's popcorn. Yeah, yeah, good job. It's not popcorn everyone, it's the cheese corn ball. Cheese corn ball sẽ là một cái loại, nó gọi là cái balls bởi vì cái loại của nó nhìn nó tròn là tròn. Tụi con sẽ trộn với bột và có phô mai, có bắp ở trong đấy. Sau đấy mình đem cái hỗn hợp bột đấy, mình nặn thành hình tròn tròn như thế này, cái bánh tròn tròn như thế này nè, mình chiên lên. Đó, cheese corn balls. À, không phải bỏng ngô nha mọi người thấy cái hình của nó để là không, chắc chắn không phải là bỏng ngô rồi đó. Nó có hình trái banh, nó có hình của cheese là phô mai nè, không có liên quan gì đến kiểu bỏng ngô đâu, nó không phải là bỏng ngô nha mọi người. What is it everyone? À, nó không, à, bỏng mình, à, yeah, yeah, good job. Onion rings, good job. À, nếu mà bạn nào không biết onion rings là món gì, cô giải thích cho tụi con nghe. Onion rings là khi mà tụi con cắt cái hành tây ra, nó sẽ có cái những cái vòng 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 đúng không? Nó sẽ thành những cái vòng 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 như vậy nè. Những cái vòng 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 đấy, sau rồi tụi con sẽ đem đi lăn bột rồi tụi con đem lên chiên lên, thì mình có cái món onion rings. Cái món này rất là ngon và trong những cái tiệm fast food á, ví dụ như McDonald's, KFC, Lacteria, người ta cũng hay bán những cái món đấy. Hành chiên, hành tây mà tụi con thấy là nó để cái dạng cái vòng như thế này, nó để cắt ở cái dạng vòng vòng như vậy nè, sau rồi sẽ lăn bột lên rồi chiên lên, thì mình có cái món đấy, cái tên món đấy là onion rings. Onion rings, ok. Yeah, very delicious, very delicious. Đúng rồi, đúng rồi. À, có một cái loại bánh snack á, đúng rồi, có một cái loại bánh snack nó cũng như mô phỏng cái bánh đấy, cái onion rings á, đúng rồi mọi người. Cái bánh snack đấy là tụi con cũng mô phỏng cái onion rings á, nó cũng có để hình rings đúng không? Nó cũng là vị hành, đúng rồi đó. Good job, các bạn biết rồi đó. Thật ra món này ở Việt Nam mình là cô nghĩ là không có ăn món này đâu nè. Cô nghĩ là chắc, thật ra cô cũng không biết cho đến khi cô vào cái này, cô mới biết là mình ở bên nước ngoài người ta ăn goldfish. Không thể nào là fish rings được, bởi vì những cái này nó không phải là rings mà nó là goldfish. Mà thực tế thì ở Việt Nam thì chắc là mình không thấy cái món cá vàng chiên bao giờ đúng không? Nhưng mà ở bên nước ngoài thì người ta lại có ăn cái loại cá vàng, người ta lại có ăn cá vàng chiên đi chiên lên. À, Việt Nam mình thì không có ăn cái loại cá này đem đi chiên, nhưng mà ở nước ngoài thì lại có goldfish. Okay, it's a food too guys, it's a food too. Mm, you did eat the goldfish, cô chưa bao giờ ăn cá vàng chiên bao giờ hết á. Cô tại nuôi thôi, cô chỉ nuôi cá vàng thôi. Thật ra cái từ này, đúng rồi, cái từ này mọi người sẽ chọn là moon pie đúng không? Nhưng mà ở nước ngoài người ta gọi là moon pie, nhưng thực tế cái từ chính xác để gọi là bánh trung thu phải là gì mọi người? Thường thì mình thấy bánh trung thu phải gọi là gì? Ở đây là nó đang muốn nói về bánh trung thu nè, nhưng mà cô thấy ở đây nó dùng chữ moon pie là chưa. Đúng rồi, phải là moon cake, đúng rồi. Cái từ chính xác của mình, cái từ đúng hơn á, phải dùng cho cô là moon cake mới đúng. Ok, moon cake, good job. What is this? Number 10? Yeah, it's a burger. But what kind of burger? It's a burger, but what kind of burger? À, ham. Hồi đấy đến giờ là tụi con được học cái chữ hamburger đúng không? Là tụi con nghĩ cái chữ, nguyên cái chữ hamburger đấy nó mới mang nghĩa là cái bánh burger của mình. Nhưng mà thực tế chỉ cần có cái chữ burger nó đã mang nghĩa là cái món burger rồi. Ở đây cái từ ham nó mang nghĩa hamburger, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái món burger mà tụi con dùng cái nguyên liệu ham. Ham ở đây chính là món thịt, cái thịt nguội á, ham. Mình dùng hamburger. Ngoài ra ngoài hamburger thì con có rất nhiều cái, có fish burger cũng có shrimp burger cũng có nghĩa là burger tôm, burger cá này.
hay là có cheeseburger là burger phô mai này, có nghĩa là người ta sẽ cho rất là nhiều phô mai vào trong cái burger đấy. À, chứ cái từ đúng chính xác của mình có cái chữ burger là người ta đã hiểu đấy là cái hamburger của mình, cái bánh burger của mình rồi đó. Good job, everyone. Good job, everyone. I can see that a lot of you guys have the correct answers. This is lemonade. Well done, everyone. It's lemonade. Ah, nước chanh với nước. Mình sẽ có nước chanh thì tiếng Anh lại là lemonade. Good job. What about this one, everyone? What is it? Yes. Good job, guys. I can see a lot of you guys have the correct answer. They are... It's popcorn. Cái này mới là popcorn nè. Vì hồi nãy Vi nói cái kia là popcorn là chưa đúng nè. Cái này mới là popcorn nè. Pop. À, nổ á. Popcorn. Phỏng ngô đó. Is there anybody have all correct answers? Các bạn nào ở đây đánh đúng được hết cho cô luôn nào. Who has all the correct answers? Who had all the correct answers? I think a lot of you guys, a lot of you guys have the correct answers. Huh? Cô nghĩ là cũng có nhiều, có vài bạn đã đánh đúng được rất là nhiều nè. Hồi nãy giờ cô thấy các bạn làm rất là tốt nè. Good job, everyone, good job. Before we play the quizzes, trước khi mình chơi cái quizzes thì cô sẽ cho các bạn xem thêm một vài cái video nữa. Bây giờ các bạn sẽ làm như thế này cho cô. Watch the video, then tell me. What are the ingredients that you can see in the video? Okay, again, watch the video, then tell me what are the ingredients that you can see in the video? What are the ingredients of this food? Okay, take a look, guys, take a look. Listen. I'm so hungry. I haven't had dinner, so I'm very hungry right now. It's so good. Who knows the ingredients? One more time, okay? Again, from the beginning. Write your answers in the chat box if you guys know the ingredients in the dish, okay? Cô sẽ đi lại video từng món một cho các bạn xem lại. Ah, so good. I like this one. Very delicious, right? Now, cô xem thử nè. Bây giờ cô hỏi, bây giờ thay vì để cho con tự nói thì nó hơi khó đúng không? Bây giờ cô hỏi các bạn thử nha. Okay, what is this? What is this, everyone? Who knows? Write your answer in the chat box. Bây giờ cô cũng như là check writing của mọi người này. Nên tụi con biết cái này là cái gì không? It's not onion. No. I don't think it's onion, everyone. It's not onion. Onion là gì mọi người? Onion là mình có hành tây. Yes. Good job. Đúng rồi, Hải Đăng. Well done. Phương, good job. Yeah. Garlic. Đây là tỏi nha mọi người. Không phải là hành tây đâu. Hành tây là con thấy cái củ nó to hơn nhiều. Cái hành tây nó to hơn nhiều. Đây là củ tỏi á. Garlic, yes, it's garlic. À, ở đây là garlic chiên giòn lên. Sau đấy thì mình giữ lên một cái tép nữa để bỏ vào cái sauce này. Okay, so you can see what are the brown thing. What do you think? What do you guys think? Mọi người nghĩ cái nước màu nâu nâu này là gì? What is it? Who know this one? Yeah, it's sauce. What kind of sauce? I don't think it's fish sauce. This is a Japanese dish. Normally, they're not going to use the fish sauce. À, cô nghĩ là Đức Anh đang muốn nói cái từ gần đúng rồi đó. Nhưng mà Đức Anh dùng cái từ chưa đúng. Có phải Đức Anh đang muốn nói về cái nước tương đúng không? Nước tương.
Nước tương thì đúng rồi, mình có từ soy sauce. Nước tương là tụi con có cái từ là soy sauce. Ok, soy, soy ở đây có nghĩa là đậu nành á. Các bạn mà biết cái chữ soy, S-O-Y, S-O-Y. Ví dụ như cái này mình không nhìn rõ. Ah, what about this one? Đây, again. What do you guys call this? What do you guys call this green thing? Cái màu xanh xanh này là gì mọi người? Cái này dễ này đúng không? What is it? What is it everyone? Who knows the answer? And I have to tell you guys again, it's not onion, okay? Definitely not onion. Ah, yes, Việt Phương, good job. It is green onion. Khi tụi con dùng cái từ onion, nó sẽ mang nghĩa là hành tây. Nhưng mà nếu các bạn dùng cho cô là green onion hoặc là spring onion, ở đây có hai từ các bạn có thể dùng cho cô này. Green onion, chính xác, đúng rồi, Việt Phương nè, đúng rồi. Spring onion nè, thì nó sẽ mang nghĩa là hành lá. À, ở đây, các con mà dùng cái chữ onion thôi, người ta sẽ nghĩ là hành tây, cái củ hành tây á. Nhưng mà nếu tụi con dùng cho cô là green onion hoặc là spring onion, thì người ta sẽ biết đó là hành lá. Ok, good job. And you guys think, what kind of meat is that? Đây là loại thịt gì mọi người? What kind of meat is that? Scallion. Scallion. Scallion thì nó thật ra nó mang nghĩa là cái hành tím khô á. Cái hành tím khô con mới đọc là cái scallion. Okay? Pork. So you say ham. Some of you say pork. I don't think it's ham. Ham thực ra là một loại thịt nguội là tụi con đã làm chín rồi á. Còn cái thịt này rõ ràng là nó undercooked. Nó chưa được nấu. Pork. Nhiều bạn chọn. Some of you say... We don't say the cow meat, okay, Maxson? If you want to talk about the cow meat, you have to use the word beef for me, okay? Here, we don't say pig meat, guys. We say what? We use the word pork. We don't say cow meat. We use the word beef. Ở đây thì mình sẽ có một số từ nó sẽ đi. Ví dụ tụi con nói về thịt heo á, thì mình sẽ toàn dùng cái chữ pork cho cô. Còn nếu mà nói về thịt bò thì mình sẽ không dùng là cow meat mà mình phải dùng cho cô là chữ beef. Beef, ok. Như vậy ở đây thì các bạn chọn pork, các bạn chọn beef nè. Thì đây thực chất là beef. Ok guys, đây là beef nè. Đây là thịt bò nha. Rice, chính xác. Good job everyone. And then we have rice, right? Good job. Rice. Ham là thịt heo đó mọi người. Ham không phải làm từ thịt bò đâu. Ham là được làm từ thịt heo rồi. What about this one? What do you guys call this one? If you guys, if who likes BTS, right? You guys gonna know this one. Who like BTS? You guys will know this one. Yeah, butter, right? Butter. Bơ, bơ lạc. Ở nước ngoài, ở Việt Nam mình hay dùng cái bơ từ ngang, nhưng mà ở nước ngoài thì người ta sử dụng cái loại bơ này nhiều hơn là bơ lạc. Bơ lạc, bơ thực vật lạc. Bơ lạc, butter. Good job, guys. Butter, well done. That is butter. What about this one? What is this? What is this? Corn, yeah, corn. Ở đây thì corn có nghĩa là bắp. Còn bạn nào có biết được cái từ cho cô, ví dụ những cái thứ mà con để trong hộp á, những cái thứ mà con để ở trong cái gì ta? Cái hộp thiết như vậy á. Khi mà tụi con để những cái món, cái đồ hộp, thịt hộp, bắp hộp, vải hộp, đào hộp, những cái đồ mình để trong cái hộp thiết như vậy thì các bạn sẽ dùng cái từ gì cho cô? Ở đây các bạn nào biết đâu? Who knows? Đúng rồi, đồ đóng hộp thì mình có cái từ gì? Phúc Quyền, yeah, almost. Corn in a can, but we have to use the shorter word. Not box. Box là hộp giấy nha, Harry. Box thì khi mà con dùng cái chữ box nó nghĩa là những cái hộp khác, nó không phải là cái hộp này đâu. Yeah, canned corn, exactly. Ở đây thì mình sẽ có cái chữ canned corn, đúng rồi đó mọi người, canned corn. Đồ đóng hộp mà trong cái hộp thiết như vậy nè. Theo mọi người là người ta đang rải cái gia vị gì lên? Có hai gia vị đúng không? Có hai loại gia vị. There are two kind of spices right here. What are they? The white thing and then mình thấy cái tiếng đấy là các bạn biết là bỏ gì không? Salt and what? Salt and what you guys think? Oil of course, right? Đúng rồi, ban đầu thì có oil nè. Tiêu đúng rồi. Còn yes, we put pepper. Good job. Thì đây các bạn để ý, ở bên nước ngoài khi mà người ta nêm á, ở Việt Nam mình thì có rất là nhiều loại gia vị rất là ngon đúng không? Ví dụ có nước mắm, có nước tương, có bột ngọt các kiểu. Nhưng mà ở bên nước ngoài thì người ta chủ yếu, người ta chỉ nêm hai loại gia vị chính thôi là salt and pepper. If you guys watch the MasterChef a lot, you can see that they always use salt and pepper. Để mà nêm về thịt á, thì người ta thường chỉ dùng đúng hai loại thôi. Một là salt, pepper, hoặc là người ta sẽ thêm một số loại thảo mộc vào trong đấy nữa.
chứ người ta sẽ ít dùng những cái đường hay là những cái bột ngọt để nêm lắm, chỉ dùng chủ yếu là salt and pepper. Tụi con mà coi MasterChef thì con sẽ thấy là lúc nào cũng nghe chữ salt and pepper lúc nào cũng đi chung với nhau hết. You add the butter, right? And you put the rice in. You put the corn in, the canned corn, the spring onions, the fry, the garlic. You got the garlic, some sauce. Cái sauce mà hồi nãy các bạn nhớ là mọi người có làm, cái cô này có làm cái loại sauce á. Cái cô mà có làm cái loại sauce á thì cô mới rưới lên trên đây nè. Rồi cho thêm tiêu nè, pepper. You add the pepper. She has a lot of amazing dish. Cô rất là thích coi mọi người nấu ăn. Đây cũng là một trong số những cái người mà cô rất là thích xem, mà cái cô này nấu rất là nhiều nè. Bạn nào mà có Naruto á, cô này có nấu cái món mì mà Naruto rất là thích ăn nữa. Cái món đó rất là kỳ công. Bạn nào mà xem Naruto á, cô này có nấu cái món mì của Naruto nấu ăn nữa. Rất là thích cái món đấy. Very delicious. Và món đấy là mất rất là nhiều thời gian để nấu á. Good job everyone, good job. Đây, bây giờ cô cho các bạn xem lại nè. Cô này có liệt kê ra cho mình danh sách những cái món này. Đây, mình có gì? Các loại sauce. Đây, cái loại sauce ở đây. Cái này là rượu sake nè. Các bạn biết sake bên Nhật á. Bên Nhật người ta hay dùng cái sake đây đúng không? Thì mình có sake, có honey, có garlic. Mine's garlic. Mình có mine's garlic. Ở đây chính là tỏi băm nè. Soy sauce, hồi nãy cô có chỉ mọi người nè. Soy sauce là nước tương nè. Thì cái sauce này nó gồm có nước tương, cái sake, optional thôi. Có nghĩa là tùy thôi, nếu mà bạn có thì bỏ vào, không có thì cũng không sao hết. Có honey là mật ong nữa nè. Rồi tụi con thấy nè, ở đây người ta dùng cái chữ gì? Spring onions. Đó, 3 spring onions chopped, chặt ra, cắt ra 3 cái spring onions. Đó, butter nè, salt nè, black pepper nè, a bowl of white rice, một tô gạo trắng nè, steak nè, ở đây dùng cái chữ steak bởi vì người ta dùng nguyên một cái miếng thịt bò đó, cái thịt steak thì hay có chữ beef steak đúng không? Beef steak là thịt bò đó, beef steak nè, garlic nè, oil nè, canned corn nè, cái chữ hồi nãy cô có hỏi mọi người nè, canned corn nè. Đây những cái nguyên liệu ở đây đều rất là dễ nhớ nè, cái nguyên liệu này các bạn có thể nhớ. Thì đây là cái cách người ta viết nguyên liệu ở ngoài thực tế nè. Ok, good job everyone, well done. Ở đây là cô thấy các bạn biết rất là nhiều từ đó. Good job guys, well done. Now let's do a quizzes. Okay, let's do a quizzes. Today I prepared the quizzes about the vegetables. Hôm nay thì mình sẽ không có làm về thức ăn giống hôm trước nữa, mà mình sẽ làm về những cái vegetables. Mà cô quên mất là cô chọn cái nào rồi. I think I use this one. Để cô xem thử cái nào mà cô muốn cho mọi người làm á. Cô có lưu về một số cái mà cô quên mất là hôm nay cô muốn cho mọi người làm cái nào. There are four of them. Hình như cái này nó giống nhau thôi. Nó giống nhau. Cô xem thử nha. Cô xem thử coi là cô cho tụi con làm cái nào trước nha. Please wait me a little bit, okay? Please wait me. Let me see. Cái này cũng được nè. Cái này cũng ok. Cái này cô giữ lại. Cái nào mà cô thấy không ok cô sẽ bỏ đi. Cái này trước đi. Oh no no no, not this one. Ok, let's this one. Cái này cô this one. Cái này là nó được xem hình nhiều nè, cho nên là cô muốn cho các bạn làm cái này trước. Ok, let's do this one first. We're gonna do a quiz about vegetables and herbs. Ok, herbs. Herbs là thảo mộc á mọi người, như nãy cô có nói là ở bên nước ngoài người ta hay dùng thảo mộc, những cái loại thảo mộc để người ta nêm gia vị ngoài salt and pepper ra thì người ta còn nêm bằng những cái loại thảo mộc nữa. Okay. Now, I turn off the chat box, okay, so that I can send the link in the chat box for everybody. Please wait me a little bit. You want to play in team? Okay, guys. Yeah, I'm going to play in team. Yeah, there are a lot of people in our class to play in team, okay? Oh, như vậy là cô phải đổi lại chứ đúng không ta? Sorry guys. Cô đổi lại một xíu nha. Các bạn muốn chơi vào team thì các bạn đợi cô một xíu để cô chỉnh lại cái clip. Các bạn đừng vào đây nha. No. Các bạn không vào đây nha, bởi vì cô đổi lại cho các bạn chơi vào team, chơi bằng team nha. Để cô làm lại nha. Again. Bạn nào lỡ vào cái link đấy thì các bạn khoan nha. Các bạn khoan bấm cái mã đấy nha. Mình vào cái khác nha. Number of team. Let's see. There are about 70. How many teams you guys want? Cô nghĩ là tầm ở đây nhiều nhất là 8 đi. Bây giờ mình chia đúng luôn nha. 8 teams, okay? 8 teams.
8 team nha, 8 teams, ok? Chắc chắn là số lượng sẽ không đều nhau rồi đó mọi người. Chắc chắn là số lượng của mình không có đều nhau rồi đó. But it's okay, right? Try to do your best job. Here, here. I already sent you the link. Can you guys see the link? Can you guys see the link now? Good job, everyone. Yeah, you guys have, these are your team. À, nó tự cho mình automatically, right? Nó cho mình vào một cách ngẫu nhiên, đúng không? Tí nữa cô sẽ cho các bạn xem qua đội của mình gồm những ai nhé. Sau khi mà mình hoàn tất thì cô sẽ cho các bạn xem qua nhé. I already sent you guys the link in the chat box, okay, everybody? The link is in the chat box now, guys. The link is in the chat box. Only 38 students. What about the others? Đây, tạm thời cô cho các bạn xem nha. Đây, these are the people in our team. These are the teams. We got pandas, penguins, whales, turtles, sloth, T-Rex, elephants, hyenas. Okay, everybody please wait for your friends a little bit more. Okay, các bạn đợi các bạn mình một xíu nữa nha. 51 students, what about the others? Cô vẫn nên đợi một số bạn khác nha. 52, what about the others, everybody? Today there are about 70 friends in our class. What about the others? Còn khoảng đến 20 bạn nữa nè, 20 bạn còn lại đâu rồi? Okay. Sau khi mà trò chơi bắt đầu thì chắc mình sẽ không được vào lại nữa, mọi người nhớ nha. Sau khi trò chơi bắt đầu là mình sẽ không có vào lại được nữa, tụi con nhớ đó. Cho nên là các bạn canh thủ vào nè, canh thủ vào chơi nha. Right now it's 8:48. I'll let you guys 2 more minutes, okay? 2 more minutes to join the room. Cô cho các bạn thêm 2 phút nữa để mình vào room chơi nha. 2 more minutes everybody, 2 more minutes. I'll start the game at 8:50, okay? I'll start the game at 8:50. Sixty-six friends already. Okay, 67. 1 minute, everyone. 1 minute. Okay, the last minute. Một phút cuối cùng. Bạn nào vẫn chưa vào thì mình tranh thủ vào. Bây giờ tụi con chuẩn bị nè. Tụi con quay về màn hình của mình chuẩn bị nha. Các bạn nhớ nè, mình không chơi ở bên màn hình của cô. Bên màn hình của cô chỉ hiện điểm của tụi con thôi. Còn các bạn mà mình chơi, mình phải tập trung vào cái link mà hồi nãy tụi con đã bấm vào á. Tụi con vào cái link đấy, tụi con đợi nha. Get ready, guys. Start the game in 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do your best, everyone. Thank you.
Ngay đằng sau Tyler Pandas, we have tiny whales. Try your best, everyone. Tuy là trả lời được nhiều câu hơn nhưng mà vẫn thua điểm của các bạn Pandas nè. Các bạn Tiny Wells cố lên nè, cố trả lời đúng nhiều lên nè. Try your best guys, try your best. Okay, cho những bạn nào vẫn chưa xong thì cô cho các bạn thêm một phút cuối cùng nha. The last minute, everyone. Good job. Những bạn nào được hạng nhất nè. Good job guys. Congratulations, the tie-dye pandas. Right after you is the hurtling turtles. And in the third place, we have the tiny whales. Congratulations. Về điểm số nè, bạn cao điểm nhất chính là Việt Phương với all correct answers. Good job. Well done. Right behind you is Minh Trang. Wow, good job. Well done. Mai Trang, sorry. Mai Trang, you're in the second place. Mai Trang được hạng nhì nè. Ở đây cái đội của bạn Việt Phương là chiến thắng, bởi vì Việt Phương với lại Hải Đăng này rất là giỏi, đúng không? Việt Phương với Hải Đăng được vào tới top 3, có đến hai bạn ở top 3 rồi. Cho nên là để nhờ điểm của hai bạn rất là cao nên là đội của mình cũng là chiến thắng nè. Đó, Thành Trúc cũng vậy nè. Đấy, những bạn được điểm cao đều là nằm trong những cái top 20. Các bạn đa phần nằm trong top 20 nè. Đó, các bạn thấy những cái đội của đội nhất ấy, đội được tie-dye pandas á. Congratulations everyone. Good job. Well done. Cô thấy là vẫn có nhiều bạn bị chọn sai. Bây giờ mình đi qua lại cái câu hỏi với cô nha. Pepper. Pepper. These are not pepper. Đây là soy. Soy nè. Đây là đậu nành nè mọi người. Đây chính là đậu nành. Đây là bắp cải nè. Đây là bắp cải nè. Còn đây là garlic nè mọi người. Thì ở đây mình có cái này chính là pepper. This picture. This one is the pepper. Okay. And this one.
À đây, cái lá cải mà cô nói mọi người á, cái lá cải mà mình hay thấy chính là cái lettuce. Cái lettuce là cái lá mà mình hay gọi là lá salad. Thì ở bên nước ngoài người ta cũng có một cái loại lá đấy. Cái lá đấy dùng ăn hamburger nào nè, thì người ta hay dùng cái lá lettuce. Lettuce. Ok. Lettuce. Yeah, đúng rồi. Nếu mà bạn nào chưa quen với những cái từ vựng về trái cây, về những cái đồ ăn á, thì các bạn thấy cái bài của mình hơi khó. Bởi vì cái này rõ ràng tụi con phải nhìn vào cái hình và đoán, đúng không? Đây là broccoli nè mọi người. Đây chính là broccoli nè. Broccoli nè. Đó, còn những cái này là cái gì tí nữa các bạn sẽ xem. Mình có một số câu sau nó sẽ giải thích cho mình nè. Còn ở đây mình có từ lettuce, là cũng là một từ mà tụi con sẽ hay bắt gặp ở trong tiếng Anh á. Mình có cái này là cái lá mà mọi người hay ăn với cái hamburger đó, thì người ta cũng hay dùng cái lettuce. Here, this is the broccoli. Hồi nãy cô có nói cái broccoli là bông cải xanh nè. Đấy, rất là nhiều bạn chọn đúng nè. Good job everyone. Broccoli, đây là các bạn vừa nghe cô giảng và vừa nghe cô nói lại thì các bạn sẽ nhớ được cái này nè. Đây chính là broccoli nè. You got the broccoli right here. Okay, and leek. Okay, đây cũng là một loại hành. Cái này câu này khó thật bởi vì cái này tụi con ít dùng lắm. Đây cũng là một cái loại hành. Thì ở đây tụi con cái này cũng một cái loại hành nè. Peanut, nó sẽ là đậu gì mọi người? Đậu phộng. À, mình có peanut là đậu phộng. Cho nên ở đây tụi con sẽ chọn cho cô là this one. Okay, peanut right here. Peanut. Ah, okay, this one. Yes, I will let you guys play one more quiz in team. Cô sẽ cho các bạn chơi một cái quiz nữa. Cô nghĩ là cái kia nó dễ hơn một xíu, cái này hơi khó. Nhưng mà bây giờ cô cũng giải thích sơ cho tụi con hiểu để tụi con học thêm từ mới nè. Thì mình có từ mới ở đây là peanut, là đậu phộng nè. Tụi con nhìn những cái hình này thì hình này chính là cái đậu phộng của mình nè. Okay. Turmeric. Turmeric hơi khó, cái này là nghệ. Các bạn nhớ cho cô đây là nghệ. Củ nghệ là củ nào mọi người? Chắc chắn là củ này nè. Việt Phương rất là giỏi nè. Việt Phương làm đúng hết những cái câu này là rất là giỏi đó. Việt Phương rất là làm đúng hết nè. Hải Đăng cũng rất là tốt và top 3 nè. Mai Trang cũng vậy. Đó, rất là giỏi nè. Mà turmeric là cái nghệ, cái củ nghệ của mình. Đây là củ gừng nè. Đây là tỏi nè. Đây là tiêu trắng nè. Basil. Okay guys. Basil. Basil. Nếu mà bạn, cô nhớ có một bạn cũng rất là thích coi MasterChef giống như cô nè. Cô quên mất là ai rồi. Thì nếu mà con hay coi MasterChef, con để ý người ta cũng hay dùng những cái chữ này trong những cái nguyên liệu mà mình dùng để trang trí món ăn á. Mình có basil là lá húng quế. Basil. Ok. Basil. À đây cũng là một loại mình hay ăn ở Việt Nam nè mọi người. What do we have here? Đây là gì mọi người? Who know? Write the Vietnamese word for me. Có bạn nào biết từ tiếng Việt của cái này không? Cái hình cuối cùng nè. Cái hình cuối cùng là gì mọi người? What do you have here? Cải thìa. Are you sure? Cô không nghĩ đây là cải thìa đâu. À đây là cần tây. Đúng rồi, cần tây. Good job. Cần tây. Đúng rồi, celery. Good job. Well done. Garlic. Yeah, garlic. We have the first one. Đây là hành tím nè. Mình hay gặp cái scallion á. Đúng rồi, đây là garlic. Chính xác. Tỏi nè. À, gừng nè. Thì mình sẽ có củ gừng là ginger. Ginger là củ gừng nè. Ok guys. Ginger. Kidney bean. Đó, đây là một cái loại đậu. Kidney bean. Một trong một cái loại đậu. Ok. Kidney bean. Và cái loại đậu này mình gọi là kidney bean nè. Onion. Đây, onion. Mình có hành tím, hành tây. Thì cái hành tím này thường ra thì mình đã không có dùng chữ onion nhiều đâu. À, lớp của mình không phải kết thúc vào lúc 9 giờ đâu. Lớp của mình chỉ kết thúc vào 9 giờ 10 nha mọi người nhớ nha. Bởi vì thứ hai là tụi mình bắt đầu học từ 8 giờ 10. Cho nên lớp của tụi mình sẽ kết thúc vào lúc 9 giờ 10. Nhưng mà bạn nào bệnh thì tụi con có thể về, tụi con có thể ao ra sớm. Ok, bạn nào bệnh thì tụi con cứ ao ra bình thường nha, không sao hết. Soybean là đậu nành. Đó, như cô có nói, soy sauce là nước tương. Nước tương làm từ đậu nành. Tụi con có chữ soybean đó. Thì ở đây mình có soybean là đậu nành nè. Soy sauce là nước tương nè. Cabbage, bắp cải trắng. Cabbage. Đây thực ra là toàn là những từ mà tụi con có thể học được. Có những cái từ này rất là hay sử dụng. Cô thấy cái bài quiz này rất là hay đó. Cái bài quiz này là toàn là những cái mà tụi con có thể học được. Những cái mà rất thường hay sử dụng đó. Cabbage. Cabbage là bắp cải. À, cái bắp cải nè. Tụi con có cái từ cabbage. Ok. So you only have 14 questions. Only 14 questions. Cô thấy ở đây tuy là có 14 câu thôi nhưng mà những cái câu này đều rất là hay đó. Nhưng mà ở đây cô bây giờ cô sẽ cho các bạn chơi một cái dễ hơn một xíu nha. Cô nghĩ cái này dễ hơn. I think this one is easier. Nhìn chung là cái này là dễ hơn này. Guys, wanna play in team or play separately?
Want to play in team or separately? Give me your opinion. Write your opinion in the chat box. Để cô xem thử coi ai thích chơi cái gì nhiều hơn. Team, wow, a lot of you guys want to play in team. Okay, I think we're going to play in team, okay? Play in team today, number of team. Bây giờ mình thử, mình chơi cái team to hơn đi. Không, hồi nãy mình chơi team nhỏ, bây giờ mình chơi 5 teams thôi. 5, để thay đổi một xíu. Okay, 5 teams. Con thích chơi riêng nhưng mà hôm nay các bạn lại chọn là chơi chung nhiều. Cho nên là hôm nay mình sẽ chơi team nha. Hôm nay mình chơi team nha mọi người. Tại vì các bạn đều chọn là chơi team rất là nhiều nè. Tuy nhiên là các tụi con sẽ có ý kiến khác nhau đúng không? Nhưng mà mình cô sẽ lấy ý kiến của số đông nha. Số đông thích chơi team thì hôm nay cô cho mọi người chơi team nha. Ok, let me send you guys a quiz. Ok, các bạn đừng nhắn vào chat box nữa. Cô chuẩn bị gửi cái quiz cho tụi con nè. I send you the quiz, Okay, guys, here, this is the quiz. We only have 5 teams today. Okay, we only have 5 teams. Hồi nãy mình có tới 8 teams, but now we only have 5 teams, okay? 5 teams. What about the others, everyone? If you guys want to know your teammates, please take a look at my screen, okay? If you guys want to know about the teammates in your team, take a look at the screen. Okay. Guys, right now it's 9:03. I will start the game in the last one more minute, okay? I give you one more minute. Cô cho các bạn một phút cuối cùng nha. The last minute to join the room. The last minute, everyone. When the game starts, you guys cannot join the room anymore. Okay? When the game starts, cannot join the room anymore. Cô thấy có một bạn vừa mới vào sau nên là cô sẽ gửi lại cái link nha. Cô thấy có một bạn vừa vào sau nên bây giờ cô gửi lại link cho bạn đấy. Các bạn nào đã vào rồi thì tụi con không cần phải bấm vào nữa nha. Tụi con đã vào rồi thì không cần phải bấm lại cái link. Cái link này cô gửi lại y chang cái link cũ á. Hồi nãy cô vừa mới accept cho bạn nào vào thì bây giờ con nhanh chóng bấm vào link và vào room chơi game nha. Click the link, okay? Bây giờ cô cho các bạn xem qua the teammates của mình nè. For pandas, we have Han Ngân, Strawberry, Minh Phương, Thảo nè, Double. Đây là những bạn nè, có team nè. Or we have owls. We have a lot of friends right here. And for the last team, here. This is the last team, okay? This is the last team. Okay, guys, I will start the game in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start, everybody. Tụi con đừng quên là chơi ở bên phía bên mình nha. Chơi bên phía bên màn hình của tụi con nha. Thank you.
cái quiz này dễ hơn nếu mà mọi người hôm cô thấy tụi con chọn đúng rất là nhiều nè. 83%, bình thường là các bạn chọn đúng là chỉ tầm 50% thôi, nhưng mà hôm nay là đến 80 mấy% tụi con chọn đúng nè. Cố lên mọi người, try your best everyone, try your best. Vẫn chưa biết được là team nào sẽ chiến thắng đâu. Cô thấy là cái thứ hạng nó thay đổi liên tục nè. Try your best everyone. Answer correctly and quickly to get more points, okay? Bây giờ các bạn còn đúng 2 phút nữa nè. 2 phút nữa để cải thiện điểm của team mình nè. Lần này chơi rất là sweet style. Cô thấy các bạn điểm rất là ngang nhau nè. Cố lên mọi người. 2 more minutes, ok? 2 more minutes. Cô sẽ giấu màn hình đi để các bạn không biết được ai đang hiện nhất nha. Cô giấu màn hình của cô đi rồi để cho các tụi con không biết được bạn nào đang hiện nhất nha. One more minute guys, more than 1 minute, okay? Còn một phút hơn nữa là cô sẽ kết thúc trò chơi của mình nè. Try your best everyone, try your best. Mình chưa biết được là team nào mình sẽ chiến thắng đâu nè. Are you guys excited? Who will be the winner? Which team will be the winner, everyone? What do you guys think? Which team will be the winner? Who will be the winners today for the quiz? Panda? What about the others? Panda, do you think it's Panda? What about the others? Okay, time is up and I will end the game right now, everyone. Congratulations, Panda. Good job. Yeah, today Panda is very lucky. Hôm nay bạn nào ở trong đội Panda rất là lucky nè. À, Bảo Trâm nè. Bảo Trâm là hôm nay là mới vào học hôm nay nè. Bảo Trâm được vào trong cái top one luôn. Good job. Well done. Good job. Good job, everybody. I think this quiz is pretty easy, huh? Lần thứ nhất team con đứng thứ nhất. Lần thứ hai team con đứng thứ hai. Really, Joe? Really? Because we play in team, right? We play in team. Let's see who will be the person with the most score, with the most points. Congratulations. It's Dũng. It's Minh Dũng, right? Wow, good job, Minh Châu, you're in the top two. Wow, Minh Châu, oh, you have the exact points. Minh Châu với lại Minh Tuệ là có 2 điểm y chang nhau luôn, nên là cả hai đều đứng ở hạng 2 nè. Good job, wow, hôm nay là cô thấy top 5 của mình khá là thay đổi nè. Bảo Khôi được top 3 nè, Minh Châu với lại Minh Tuệ được top 2 nè. Đó, hai tụi con là có chung một điểm luôn đó. Tuy là các bạn đều đúng 100% đúng không? Nhưng mà tùy vào mình trả lời cái câu đấy, cái thời gian, thời lượng của mình trả lời càng nhanh thì điểm của con càng cao đúng không? Hải Đăng, right after, hiệp nè, Hải Đăng bị sai một câu đúng không? Đó, Hải Đăng bị sai number 9 nè. Công Khanh cũng bị sai number 13. Strawberry, you're in the top 7. Phúc Quyên, I have 8. Good job everyone, good job for today's. Don't worry, you guys don't have the high score, okay? Don't worry.
cái này cũng là quiz để tụi con chơi và tụi con biết được thêm nhiều từ vựng thôi. Cho nên là mọi người đừng có buồn nếu mà mình không được điểm cao hay là team của mình không win, ok? Cái này thì cô sẽ sửa bài cho tụi con sau. Nè, ví dụ như cái câu này là những cái này cô nghĩ là các bạn đều biết đúng không? Ví dụ như carrot nè, hay là celery là hồi nãy cô vừa nói này, cái này có thể là nhiều bạn chưa biết. Hay là broccoli nè, những cái này đều rất là đơn giản và cô thấy là các bạn đều đã biết hết trơn rồi nè. À, onion nè, những cái này mình cũng đã biết qua hết rồi. Cherries, banana, so easy, right? Ah, one person choose onion. Who choose onion, guys? This is definitely not the onion, right? It's a fruit and this is the banana, okay? The quiz is very easy, huh? We don't have much time, we don't have much time. Okay, right now, yeah, this quiz is easy. Cái quiz này là nó dễ hơn so với quiz hồi nãy, nên là tụi con làm đúng nhiều hơn nè. Đó, thì về nhà cô sẽ gửi cho tụi con những cái quiz để làm thêm bài tập sau. Okay, today we stop here on what day? On Friday, right? Wednesday. Tomorrow I will send you guys the homework. It will be another quiz about the fruits and the vegetables, okay? And then for Wednesday, we're gonna learn more. Thứ tư thì mình cũng sẽ học tiếp về những cái câu, những cái cách học về cách làm quiz nè. Tụi con sẽ học qua những cái từ vựng mới về thức ăn, đồ uống nè. Okay? See you guys on Wednesday, okay everybody? Now I will turn on your sound and please say goodbye to your friends, okay? Say goodbye to your friends. Bye guys. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye 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 bye.